Là hôm nay sẽ làm về một cái vấn đề, nó rất là vấn đề đó là các bạn mà newbie khi mà mới chơi hỏi mình là mua mod thì nên lựa những cái mod như thế nào để mà quay nó ok, vừa giá và là mua mod ở đâu thì nó ok. Cho nên là bài này mình sẽ nói về cái vấn đề kinh nghiệm mua mod của bản thân mình, khi mà mình mua một cái mod thì mình sẽ làm cái gì. Các bạn cần phải xác định là các bạn mua mod ở đâu, mua trên web hay là mua trong các cái group bán mod, hoặc là mua trên các cái pack shop online trên Facebook. Thì các bạn có thể nhờ những cái ông em người ta đã mua rồi thì người ta sẽ cho các bạn một cái link của shop nào đó mà người ta đã từng mua, thì người ta thấy cái shop đó nó ok, người ta gửi link qua thì các bạn có thể yên tâm cái vấn đề này. Hoặc là các bạn có thể tự đi tìm những cái shop này cũng được, nhưng mà các bạn phải nhờ người kiểm tra lại xem là cái shop này nó bán đồ như thế nào thì các bạn hãy mua. Vấn đề này nó còn phụ thuộc vào một cái yếu tố nữa, đó là các bạn thích MX, SC hay là DC. Đó, nhưng mà thôi, cái vấn đề này nó không có quan trọng đâu, cho nên là bạn thích cái nào thì cứ mua cái đó thôi. Ví dụ như đây mình có chú chiếc Thanh Mây Shop, thì các bạn hãy để ý cái số sao, cái lượt bình chọn cho cái shop đó, như là nó 5 sao thì các bạn hãy để ý là nó có bao nhiêu người đánh giá 5 sao đó. Thì nếu mà nhiều người thì các bạn bắt đầu chọn mua mod đó, bạn sẽ bấm vào cái album của cái shop, bạn tìm một cái mod nào mà các bạn thích, các bạn bấm vào mua. Đó thì mình sẽ tải cái hình của cái mod này về, mình lên mình hỏi những cái ông em, hoặc là hỏi trực tiếp chủ shop luôn, coi là cái mod này làm từ những nguyên liệu gì. Từ đó thì mình có thể đi tìm những cái bài viết về cái giá của nguyên liệu đó. Ví dụ như mình lên group show mod, mình làm mod, mình đăng lên mình hỏi coi người ta nói giá của một nguyên liệu là bao nhiêu, mình tính tổng cái tiền của cái mod đó, coi người ta bán vậy có hợp lý hay không. Nếu mà người ta chê cái shop đó bán mắc quá thì mình sẽ đi tìm một cái shop khác. Thì mình chỉ thấy có những cái shop ví dụ như là Lý Nguyễn, là Chip Chip Handmade Shop, hoặc là shopbuy.net, shopbuy.com, hoặc là các bạn mà bạn lên show mod nguyên liệu làm mod, các bạn thấy em nào mà đăng hình lên, người ta đầu tư kỹ, người ta edit hình kỹ, có cái chữ ký đàng hoàng, hoặc là người ta được ủng hộ nhiều, có comment nhiều, hỏi mua nhiều, thì các bạn cứ mua của người đó thì nó sẽ an tâm hơn là bạn mua kiểu lên mạng search bán viết quay cái thứ thì nó ra những cái kết quả mà bạn mua thì không ai đảm bảo cho bạn hết. Vấn đề nữa là về cái chip, thì cái này các bạn nên lên hỏi chủ shop coi là người ta dùng cái chip gì trong cái mod của người ta. Cái chip này nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái khối lượng của cái mod. Chip nó càng dày càng nặng, càng bự thì cái mod nó sẽ càng nặng. Đó, cái này thì tùy vào sở thích của các bạn thôi. Có một số bạn thì thích trâu bò, một số bạn thì thích yêu điều hụt nữ thì bạn sẽ dùng những cái chip nhẹ. Mà mình khuyên là newbie thì nên dùng những cái chip nhẹ, tại vì sau này các bạn sẽ quay được những cái mod nhẹ và quay được những cái mod nặng luôn. Còn bạn nào mà dùng cái mod trâu bò từ đầu rồi thì sau này quay được những cái mod nhẹ nó sẽ rất là mệt. Thân mod thì những cái thân mod như này thì nó sẽ khác nhau hoàn toàn, cho nên là các bạn cần phải có chút xíu kinh nghiệm khi mà lựa cái thân mod cho bản thân mình đó. Thì cái này các bạn có thể đúc kết được từ việc các bạn chơi ngu nhiều lần thì các bạn sẽ khôn ra thôi. Số cái thân mod thì nó rất là trơn, một số thì nó rất là nhỏ khó quay. Cái này thì mình sẽ cung cấp cho bạn một cái bảng xếp hạng của bản thân mình tự đưa ra. Cái bảng này các bạn có thể nghe theo hoặc là không nghe cũng không sao. Cái vấn đề nữa là các bạn nên hỏi chủ shop coi người ta có bỏ bi xe đạp trong cái cáp của các bạn không. Đó thì một số shop người ta sẽ tăng cái khối lượng mod lên bằng cách là bỏ bi xe đạp vào cái cáp, thì cái mod nhìn nó sẽ rất là nhẹ, dùng cái tiếp nhỏ xíu nhưng mà thực ra nó sẽ rất là nặng. Cho nên là các bạn phải hỏi cho kỹ, nếu mà không thích đồ nặng thì có thể kêu chủ shop người ta đổ bỏ bi xe đạp ra, hoặc là các bạn mua về bạn có thể tự tháo ra cũng được, cái này nó không quan trọng. Hoặc là bạn nào mua về thấy nó nhẹ quá có thể tăng cái khối lượng mod là bằng cách là các bạn ra tiệm phụ tùng xe đạp, các bạn mua bi xe đạp, nói lấy bi xe đạp loại nhỏ thì người ta sẽ lấy cho các bạn. Nó có hai loại, loại lớn loại nhỏ, thì tốt nhất là nên mua loại nhỏ, tại vì loại lớn thì nhét vô cái cáp chỉ chắc nó vừa đó, cho nên là mua loại nhỏ và vốn băng keo lại nhét vô cái cáp thì cái khối lượng mod nó sẽ tăng lên. Bạn nào mà nhà gần của cái shop ở Hồ Chí Minh hoặc là ở Hà Nội thì các bạn có thể kêu trực tiếp nếu mà giao dịch cho nó tiện, hoặc là các bạn có thể thanh toán theo cái hình thức là code thì người ta đem lại tới nhà các bạn cầm lên thấy ok bạn hẳn trả tiền. Đó thì cái đây là cái cách mà mình test, tức là mình sẽ cầm cái mod như này, mình sẽ quay ào ào, mình quay nhanh hết sức có thể đó, để mình quay ầm ầm lên luôn để mình test coi là cái người ta nói cái mod này nó có ổn hay không, nói khi mà quay thì nó có bị văng ra không. Có một số mod thì người ta nói không có chắc, thì khi mà quay nó cáp nó sẽ bị bay ra, hoặc là thân nó sẽ bị đứt ra làm hai đó, thì mình sẽ kiểm tra bằng cái cách này. Hoặc là có một số mod thì người ta sẽ nói cái thân bằng cái viết chì như thế này đó, kiểu nói bằng cái viết chì như thế này thì các bạn kêu người ta là hãy nói bằng cái thân viết mực nào đó, kêu cái thằng chủ shop người ta kiếm cái thân viết mực nào người gắn vừa thì người ta nói cho các bạn, nếu không thì bạn đừng có mua. Tại vì cái viết chì này khi mà các bạn quay một thời gian, giả sử như bạn quay bạn đập vào bàn như thế này đi, đập vài lần thì cái viết chì nó sẽ bị gãy làm đôi, và cái thân này các bạn sẽ phải đi tìm một cái khác các bạn nói lại thì nó sẽ mất thời gian. Cho nên là các bạn nếu mà được thì hãy nhờ chủ shop người ta thay giùm cho các bạn cái chỗ đó, thay bằng cái khác tính thêm chút xíu tiền cũng không sao. Hay là các bạn thích cái cây nào rồi thì các bạn cứ lên hỏi những người mà người ta dùng cái cây đó, người ta đăng clip lên các bạn hỏi coi người ta là dùng thấy có ok không, thân nó có bị trơn bị nhỏ gì không, chứ các bạn đừng có mua theo kiểu như là bạn hỏi ồ mình thích quay giống như bạn thì mình muốn mua cái mod của bạn, bạn thấy cái mod của bạn sao thì cái đó các bạn đừng có hỏi như vậy. Tại vì hai cái tay hai cái trình độ nó khác nhau hoàn toàn, người ta nói như vậy chưa chắc cái mod nó rơi vào tay bạn thì nó sẽ quay được như vậy đó, thì thích thì cứ nhích thôi mà đừng có nhích những cái người ta thích. Đó là những cái kinh nghiệm mà khi mình mua cái mod thì mình sẽ làm cái gì đó. Thì bạn nào thấy hay thì có thể subscribe hoặc là like clip để mà ủng hộ mình.
là các bạn nào được thì có thể click vào những cái quảng cáo hiện ra thì nó sẽ giúp mình có thêm một phần thu nhập, mà chưa chắc mình có tiền đâu, tại vì YouTube thì nó giao là khi mà tới một cái số tiền nhất định nó mới trả cho mình, còn nếu mà chưa tới thì nó sẽ quỵt luôn hết toàn bộ số tiền, cho nên cũng chưa chắc mình có tiền đâu. Nếu mà thấy hay thì ủng hộ mình.